Chú giải kinh Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ, trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác. Người chú giải: cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Băng 10. Như vậy, nhân dân cõi cực lạc, hoặc do Phật lực gia bị, hoặc do tự lực viên mãn, đều có thể tùy lòng nghĩ tưởng cúng dường khắp các đức Phật. Câu kinh: thập phương chư Phật ứng niệm nhận lấy sự cúng dường của người ấy, đã hiển thị sâu xa ý nghĩa Phật và chúng sanh bất nhị, cảm ứng đạo giao. Ý niệm cúng dường Phật vừa khởi lên, chư Phật đã nhận lấy rồi, đốn tu, đốn chứng, nhân quả đồng thời. Phần chánh kinh: lúc tôi thành Phật, vạn vật trong nước nghiêm tịnh, quang lệ, hình sắc thù đặc, cùng vi cực diệu, chẳng thể tính kể. Các chúng sanh tuy có thiên nhãn mà có thể phân biệt được hình sắc, quang tướng, danh số, và nói tổng quát được những sự trang nghiêm ấy, thì chẳng lấy chánh giác. Tức nguyện 39, trang nghiêm vô lượng. Phần chú giải: từ nguyện 39 đến nguyện 43 là những nguyện nói về công đức của cõi Phật. Nguyện 39 là nguyện trang nghiêm vô lượng. Sách Hồi Sớ giảng nguyện này như sau: nghiêm là trang nghiêm, tịnh là thanh tịnh, quang là quang minh, lệ là hoa lệ. Nghiêm tịnh là thể không nhơ, quang lệ là hình tướng đặc biệt lạ lùng, dài ngắn vuông tròn lớn nhỏ vân vân là hình, xanh đỏ trắng đen đậm nhạt là sắc, chẳng phải là thứ thế gian có được nên bảo là thù đặc. Ý của sách Hội Sớ là thể của vạn vật chẳng cấu nhiễm nên bảo là nghiêm tịnh. Hình tướng quang minh kỳ lạ đẹp rực rỡ nên bảo là quang lệ. Những hình sắc ấy chẳng phải là thứ thế gian có nổi nên bảo là hình sắc thù đặc. Sách Hội Sớ giảng tiếp: sự như cái chấm, tức sự tướng nhỏ nhặt như cái chấm nhỏ, đã tương tức diệu lý nên bảo là cùng vi. Tướng vô lậu, tướng thật tướng, nên bảo là cực diệu. Ý nói hết thảy sự tướng trong cực lạc, dẫu một điểm nhỏ nhặt như mẩy lông hạt bụi, đều từ thật tế lý mà hiển hiện. Chúng là diệu lý, diệu lý là chúng, tức hạt bụi mẩy lông, hoàn toàn bất nhị nên bảo là cùng vi. Cùng là tột bực, vi là nhỏ nhiệm. Vả lại, hết thảy hình tướng do tâm thanh tịnh hiện ra, do công đức vô lậu của Phật Di Đà biến hiện, nên tướng của chúng là vô lậu. Mỗi mỗi hình tướng đều viên minh cụ đức, mỗi thứ đều viên viên quả hải. Chữ viên viên quả hải lấy từ sách Hiển Mật Viên Thông, có nghĩa là biển vô thượng viên mãn thánh giác quả đức. Thể của chúng chính là thật tướng, có tướng nhưng vô tướng, vô tướng nhưng là tướng, vì vậy bảo là cực diệu. Sách Hội Sớ giảng tiếp rằng rộng hẹp dung nhập lẫn nhau nên bảo là chẳng thể tính kể. Ý nói cực lạc thế giới hiển thị trọn vẹn sự sự vô ngại pháp giới. Một tức là nhiều, nhiều tức là một, lớn nhỏ chứa đựng lẫn nhau, rộng vào trong hẹp, hẹp vào trong rộng, trùng trùng vô tận, vượt khỏi khả năng nhận thức của tâm tưởng, kiến giải và khả năng diễn giải của ngôn ngữ, nên chẳng thể bàn luận nổi. Vượt khỏi khả năng suy nghĩ nên chẳng nghĩ nổi. Nói năng suy nghĩ chẳng thấu suốt nổi thì làm sao tính kể nổi, vì vậy bảo là chẳng tính kể nổi. Hiển nhiên là chỉ có Phật với Phật mới thấu suốt trọn hết nổi cực lạc tịnh độ. Ngoài trừ mình Đức Phật ra, hết thảy chúng sanh trên thì đến bậc đẳng giác, giữa thì như hết thảy phàm thánh chúng sanh thuộc tiểu thừa hay đại thừa có thiên nhãn, đều chẳng thể bàn định hình sắc, quang tướng, tên tuổi, vô lượng, cũng như chẳng thể nào liệt kê một cách tổng quát được
những sự trang nghiêm đó. Vì vậy kinh nói có thể phân biệt được hình sắc, quan tướng, danh số và nói tổng quát được thì chẳng lấy chánh giác. Phần chánh kinh. Lúc tôi thành Phật, cây trong cõi nước có vô lượng màu, hoặc cao đến 100.000 do tuần. Cây đạo tràng cao 400 vạn dặm. Trong các Bồ Tát, dù kẻ thiện căn kém cỏi vẫn có thể biết rõ. Muốn thấy sự trang nghiêm nơi tịnh độ chư Phật thì đều thấy rõ nơi thân cây ấy, như nơi gương sáng thấy rõ vẻ mặt. Nếu chẳng được vậy, chẳng lấy chánh giác. Tức nguyện 40, cây vô lượng sắc. Và nguyện 41, nơi cây hiện cõi Phật. Phần chú giải. Chương này gồm hai nguyện, từ đầu đến vẫn có thể biết rõ là nguyện 40, cây vô lượng sắc. Từ chữ muốn thấy trở đi là nguyện 41, trong cây hiện cõi Phật. Trong câu cây trong cõi nước có vô lượng màu, hoặc cao đến 100.000 do tuần. Cây có vô lượng màu vì hết thảy các cây báo trong nước do 7 báo hóa thành, màu sắc rực rỡ, quang minh chói lọi, mọc thành hàng lối thẳng thớm, thân cây ngang nhau. Các cây báo ấy mọc đầy khắp cõi nước, cây cao từ 100 do tuần đến 1.000 do tuần. 1 do tuần là từ 40 dặm đến 60 dặm. Phần trên để giải thích rõ, nơi đạo tràng lại có một thọ vương, tức cây chúa, gọi là đạo tràng thọ, tức là cây bồ đề. Ở Tây Vực, từ phía tây nam của núi Chánh Giác đi khỏi 40 dặm, có một cây Tất Bát La, Pipala. Phật từng ngồi dưới gốc cây ấy thành Chánh Giác, nên cây được gọi là cây bồ đề. Trong bản chú giải kinh Duy Ma Cật của Ngài Tăng Triệu, phần giảng về phẩm Bồ Tát Hạnh có ghi rằng Phật thành đạo dưới cội cây, cây được gọi tên là Bồ Đề. Cây ấy quang minh không đâu chẳng chiếu đến, mùi hương không đâu chẳng thơm ngát, hình sắc vi diệu tùy theo ý thích mà thấy sai khác. Cây vang ra tiếng Pháp theo ý thích của mỗi người. Đây là cây báo, tức quả báo, ứng tức ứng hóa của Như Lai vậy. Chúng sanh gặp được cây ấy tự nhiên ngộ đạo. Phần nói về thành tựu sở nguyện của kinh Vô Lượng Thọ đây cũng chép là do thấy được cây ấy nên tự nhiên đạt được 3 thứ nhẫn: 1 là âm hưởng nhẫn, 2 là nhu thuận nhẫn, 3 là vô sanh pháp nhẫn. Cây bồ đề ấy có thể làm cho người trông thấy nó tự nhiên ngộ đạo, chứng nhập vô sanh pháp nhẫn. Công đức của cây ấy thật vô thượng, hy hữu, vi diệu, khó nghĩ tưởng nổi. Vì vậy, cây ấy chính là do tâm trang nghiêm bí mật của Đấng Di Đà Nguyện Vương hóa hiện ra. Mật giáo phán định tâm ấy thuộc về trụ tâm thứ 10, là tâm được Đức Như Lai chứng đắc trong địa vị thứ 13, Phật quả rốt ráo. Do vậy, tâm ấy có thể rốt ráo ban cho chúng sanh cái lời chân thật. Cây ấy cao vòi vọi nên những Bồ Tát thiện căn kém cỏi trong cõi ấy khó thấy biết hết nổi. Nhưng do Đức Di Đà rủ lòng từ, dùng đại nguyện gia bị, nên họ đều được thấy biết rành rẽ cả. Nguyện thứ 41 là cây hiện cõi Phật. Nguyện trong cây hiện cõi Phật này giống như pháp quán thứ 4 trong Quán Kinh. Xin trích dẫn lời kinh tóm tắt như sau: các cây báo ấy sanh ra các diệu hoa, sanh ra các quả, có đại quang minh hóa thành tràng phan vô lượng lộng. Trong các lộng báo ấy ảnh hiện hết thảy Phật sự trong tam thiên đại thiên thế giới, 10 phương cõi Phật cũng hiện trong ấy. Những cây báo được nói đến trong phép quán cây báo trong Quán Kinh chính là do nguyện này thành tựu. Trong cõi Cực Lạc, cây báo vô lượng, trong quang minh của mỗi cây hóa hiện vô lượng lộng báo. Trong mỗi lộng báo hiện bóng 10 phương cõi Phật sáng sạch, thanh khiết như tấm gương sáng. Nơi những cây ấy, ta thấy được 10 phương cõi Phật rõ ràng trọn vẹn, như đối mặt với tấm gương sáng,
tự nhìn thấy rõ vẻ mặt mình. Như vậy, cõi cực lạc hàm nhiếp hết thảy cõi Phật, tương nhập tương tức, chẳng thể nghĩ bàn. Phần chánh kinh. Lúc tôi thành Phật, cõi Phật tôi ở rộng rãi nghiêm tịnh, sáng ngời như gương, chiếu tỏ mười phương vô lượng vô số chẳng thể nghĩ bàn thế giới của chư Phật. Chúng sanh trông thấy sanh tâm hy hữu, nếu chẳng được vậy chẳng lấy chánh giác. Tức nguyện 42, chiếu tỏ mười phương. Phần chú giải. Đây là nguyện thứ 42, chiếu tột mười phương. Quảng bát tạm dịch là rộng rãi, nghĩa là rộng rãi vô biên. Nghiêm tịnh là trang nghiêm thanh tịnh. Quang oánh tạm dịch là sáng ngời, nghĩa là quang minh chiếu rực rỡ. Triệt chiếu tạm dịch là chiếu tỏ, nghĩa là không vật gì nhỏ nhặt mà chẳng được chiếu rõ, không vật gì xa cách mấy mà chẳng thấy nổi. Hy hữu là như kinh Niết Bàn nói, ví như trong nước mọc lên hoa sen thì chẳng phải là chuyện hy hữu, hoa mọc trong lửa mới là hy hữu. Cõi nước cực lạc trang nghiêm thanh tịnh, sáng ngời thanh khiết như tấm gương chiếu tường tận mười phương. Giống như Quán Kinh nói, mão trời của Đại Thế Chí Bồ Tát có 500 hoa báu, trong mỗi hoa báu có 500 đài báu, trong mỗi một đài tướng rộng lớn của các cõi nước tịnh diệu của mười phương chư Phật đều hiện rõ cả. Do vậy ta biết được cõi cực lạc lớn nhỏ dung hợp lẫn nhau, rộng hẹp vô ngại, một mảy bụi, một sợi lông đều hiện bóng mười phương. Sách Vãng Sanh Luận Chú ghi rằng, nơi cung điện và các lầu gác xem thấy mười phương một cách vô ngại. Đàm Loan Pháp Sư giảng câu ấy như sau: như gương sáng trong sạch, hết thảy các tướng tịnh, uế, nghiệp duyên thiện ác của mười phương quốc độ đều hiện ra cả. Kinh Hoa Nghiêm cũng nói, ví như kinh kim pha lê sáng sạch tỏa ánh sáng, đối với mười phương thế giới đều bình đẳng. Nơi gương sáng ấy thấy vô lượng cõi, hết thảy núi sông, hết thảy chúng sanh địa ngục ngạ quỷ, dù tốt hay xấu, các hình loại nhiều như thế ấy đều hiện trong đó. Các kinh luận vừa dẫn trên đã giảng rõ ý nghĩa câu quang oánh như kính, triệt chiếu thập phương vô lượng vô số bất khả tư nghị chư Phật thế giới. Tức sáng ngời như gương, chiếu tỏ mười phương vô lượng vô số chẳng thể nghĩ bàn thế giới của chư Phật. Chữ chúng sanh chỉ nhân dân trong cõi cực lạc và chúng sanh trong mười phương thế giới. Hễ ai thấy được tướng chiếu tỏ cùng tột mười phương của thế giới cực lạc, đều phát tâm bồ đề thù thắng vô thượng. Tâm ấy hy hữu như sen nở trong lửa, nên bảo là sanh tâm hy hữu. Đã sanh được tâm ấy thì sẽ được như bản Tống Dịch nói, chẳng lâu sẽ đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Phần chánh kinh. Lúc tôi thành Phật, dưới từ mặt đất, trên đến hư không, cung điện, lầu, quán, ao chảy, cây hoa, tất cả hết thảy vạn vật trong cõi nước đều dùng vô lượng hương báu hợp thành. Hương ấy xông khắp mười phương thế giới, chúng sanh ngửi thấy đều tu Phật hạnh, nếu chẳng được vậy chẳng lấy chánh giác. Tức nguyện 43, hương báu xông khắp. Phần chú giải. Đây là nguyện 43, hương báu xông khắp. Sách Hội Sớ bảo, trong thế giới Sa Bà, vàng bạc tuy lóng lánh nhưng chẳng có mùi hương chiên đàn, trầm xạ tuy thơm ngát nhưng không có ánh sáng của châu ngọc. Trong cõi cực lạc, hết thảy vạn vật nghiêm tịnh sáng đẹp, lại còn có mùi thơm kỳ diệu ngào ngạt xông khắp mười phương, làm đủ các Phật sự, nên bảo là kỳ diệu. Trong kinh Hoa Nghiêm, trưởng giả Chúc Hương bảo rằng, nơi bờ ao Ana Bà Đạt sanh ra một loại trầm thủy hương tên là Liên Hoa Tạng. Nếu thiêu một hoàng to bằng một hạt mè thì mùi hương xông khắp cõi Diêm Phù Đề, chúng sanh ngửi được lìa hết thảy tội, giới phẩm thanh tịnh.
núi tuyết có loại hương tên là cụ túc quan tướng. Nếu có chúng sanh ngửi được mùi hương, tâm quyết định lìa các nhiễm trước. Trong cõi La Sát có loại hương tên là hải tạng, hương ấy chỉ mình chuyển luân vương dùng. Nếu đốt một hoàng, mùi hương bốc lên, vua và tứ chúng đều bay lên hư không, du hành tự tại. Trong thiện pháp đường có loại hương tên là hương tánh trang nghiêm. Nếu thiêu một hoàng, hương xông thiên chúng, khiến cho họ đều phát khởi tâm niệm Phật. Trời tu dạ ma có loại hương tên là tịnh tạng tánh. Nếu thiêu một hoàng, hương xông thiên chúng, thì không ai là chẳng vân tập đến chỗ thiên vương, cung kính nghe vua thuyết pháp. Trời đâu suất có loại hương tên là tín độ phả la. Nếu thiêu một hoàng, trước tòa của bậc nhất sanh sở hệ Bồ Tát liền biến thành đám mây hương lớn che khắp pháp giới, mưa xuống khắp hết thảy các thứ vật cúng dường để cúng dường hết thảy Như Lai, đạo tràng, Bồ Tát chúng hội. Trời diệu biến hóa có loại hương tên phấn ý sanh. Nếu thiêu một hoàng, thì trong vòng 7 ngày mưa khắp hết thảy các vật trang nghiêm chẳng thể nghĩ bàn. Những thứ hương thế gian vừa thuật trên đây còn có công dụng thù thắng đến như thế, huống là thứ hương vạn đức của pháp giới do bổn nguyện của Phật Di Đà hóa hiện. Phẩm hương tích Phật của kinh Duy Ma có chép như sau: lúc bấy giờ ngài Duy Ma Cật hỏi chúng hương Bồ Tát, hương tích Như Lai thuyết pháp bằng cách nào? Bồ Tát đáp rằng: Như Lai trong cõi tôi chẳng dùng văn tự để nói, ngài chỉ dùng các thứ hương khiến các trời người thâm nhập luật hạnh. Mỗi vị Bồ Tát ngồi dưới gốc cây có mùi thơm, nghe mùi diệu hương ấy liền đạt được hết thảy đức tạng tam muội. Diệu hương cõi Cực Lạc cũng giống như vậy, có công đức vô biên, xông khắp mười phương làm đủ các việc lợi ích, khiến cho những chúng sanh ngửi được mùi hương ấy đều tu Phật hạnh, trần lao cấu tập tự nhiên chẳng khởi. Vạn vật Cực Lạc đều do vô lượng hương báo hợp thành, hương ấy lại xông khắp mười phương thế giới, đều hiển thị sự sự vô ngại pháp giới. Phần chánh kinh. Lúc tôi thành Phật, các hàng Bồ Tát trong các cõi nước mười phương nghe danh hiệu tôi xong, ắt đều đạt được thanh tịnh giải thoát, phổ đẳng tam muội, các tổng trì sâu, trụ tam ma địa, thậm chí thành Phật. Trong định thường cúng vô lượng vô biên hết thảy chư Phật, chẳng mất định ý, nếu chẳng được vậy, chẳng lấy chánh giác. Tức nguyện 44, phổ đẳng tam muội, và nguyện 45, trong định cúng Phật. Phần chú giải. Trong đoạn này, từ đầu đến chữ cho đến thành Phật là nguyện thứ 44, phổ đẳng tam muội. Từ chữ trong định trở đi là nguyện 45, trong định cúng Phật. Các nguyện kể từ nguyện 44 trở đi là những nguyện khiến cho các vị Bồ Tát ở ngoài thế giới Cực Lạc nghe danh hiệu Phật A Di Đà được hưởng những lợi ích thù thắng nơi pháp. Trước hết là nguyện 44, nghe danh hiệu Phật đắc các tam muội nhẫn đến thành Phật. Theo sách Hội Sớ, người nghe Phật danh ngay lập tức đắc các tam muội nên bảo là ắt đều đạt được. Bản tống dịch ghi lời nguyện này như sau: tất cả các hàng Bồ Tát trong hết thảy cõi Phật mười phương nghe danh hiệu tôi ngay lập tức chứng đắc tịch tỉnh tam ma địa. Chữ ngay lập tức chứng đắc trong lời nguyện trên chính là ý nghĩa của câu ắt đều đạt được trong bản kinh này. Thanh tịnh là ý nói các tam muội mà Bồ Tát đang trụ vào đều vô nhiễm vô trước, nên gọi là thanh tịnh tam muội. Sách Hội Sớ giảng rằng tịch tỉnh tam ma địa vô phược vô trước nên gọi là thanh tịnh. Giải thoát do tam muội mà Bồ Tát trụ đó đã lìa hết thảy triền phược tự tại nên bảo là giải thoát tam muội. Sách Hội Sớ bảo rằng chỉ quán vô ngại nên gọi là giải thoát. Sách còn bảo niệm Phật tam muội trừ được hết thảy phiền não,
giải thoát sanh tử, nên phải gọi là thanh tịnh giải thoát tam muội. Trong danh từ phổ đẳng, phổ là phổ biến, đẳng là bình đẳng. Kinh Bi Hoa gọi tam muội này là biến chí tam muội. Kinh Phân Đà Lợi gọi là phổ chí tam muội. Bản tống dịch ghi là phổ biến tam ma địa. Bản đường dịch gọi là bình đẳng tam ma địa môn. Sách Hội Sớ giảng như sau: nếu theo ý kiến các sư thì phổ đẳng tam muội chỉ là một thứ tam muội được Bồ Tát chứng đắc. Ngài Cảnh Hưng bảo: phổ nghĩa là phổ biến, đẳng nghĩa là bình đẳng, cái thấy rộng lớn, Phật Phật đều thấy, cho nên gọi cái định họ trụ vào đó là phổ đẳng. Ngài Huyền Nhất bảo rằng: do sức của tam muội này thấy khắp tất cả chư Phật Thế Tôn nên bảo là phổ. Hiện bình đẳng không gì chẳng đạt đến nên gọi là đẳng. Nếu xét theo chánh ý Tuyển Trạch Bổn Nguyện thì phổ đẳng tam muội chính là niệm Phật tam muội. Tuyển Trạch Bổn Nguyện, đây là quan điểm đặc sắc của sư Pháp Nhiên, khai tổ Tịnh Độ Tông Nhật Bản. Tuyển Trạch Bổn Nguyện hiểu rộng là cả 48 nguyện, hiểu hẹp là nguyện thứ 18. Gọi là Tuyển Trạch Bổn Nguyện vì Phật A Di Đà sau khi tu nhân đã chọn lấy những thệ nguyện thù thắng nhất của chư Phật để kết thành 48 nguyện, và niệm Phật vãng sanh là tinh túy, là cốt lõi của cả 48 lời nguyện. Phổ có nghĩa là phổ biến, phàm thánh cùng chứng nhập được. Đẳng là bình đẳng, công đức niệm một vị Phật cũng bằng với công đức niệm hết thảy Phật. Kinh Bồ Tát Niệm Phật Tam Muội bảo rằng: ví như chúng sanh nếu ở bên núi Tu Di Kim Sắc thì thân họ cũng cùng màu với núi ấy. Vì cớ sao vậy? Là do thế lực của núi vậy. Lại như các dòng nước đã vào trong biển cả thì có cùng một vị. Vì sao thế? Do sức của biển vậy. Người đắc niệm Phật tam muội cũng giống như thế. Đấy là ý nghĩa phổ biến của chữ phổ trong phổ đẳng. Kinh Văn Thù Bát Nhã dạy rằng: niệm một đức Phật công đức vô lượng vô biên, chẳng khác gì công đức niệm vô lượng chư Phật. Tán A Di Đà Phật kệ có câu: tôi dùng nhất tâm quy một Phật, nguyện nhập khắp thập phương vô ngại. Đấy là ý nghĩa bình đẳng. Như vậy, sách Hội Sớ hiểu thanh tịnh tam muội, giải thoát tam muội và phổ đẳng tam muội đều là niệm Phật tam muội. Vì niệm Phật tam muội là bảo vương tam muội, đầy đủ công đức của hết thảy tam muội, nên đương nhiên nó phải mang nhiều tên gọi của các tam muội khác nhau. Tam muội tức là tam ma địa, dịch là chánh định, chánh thọ, đã giải thích tường tận trong phẩm thứ hai. Tổng trì là Đà Ra Ni, nghĩa là giữ gìn sự lành chẳng để mất, có khả năng gìn giữ vô tận. Chữ tổng trì đã được giảng chi tiết trong phẩm hai. Tổng trì thâm diệu nên gọi là tổng trì sâu. Mười phương Bồ Tát do nghe danh hiệu nên đắc các tam muội và tổng trì thâm diệu, an trụ trong định, được thành chánh giác, nên bảo là thậm chí thành Phật. Nguyện 45 là trong định cúng dường Phật. Ý nghĩa của việc trong định cúng dường Phật mà chẳng mất định ý tương đồng ý nghĩa câu thâm trụ thiền định đều thấy vô lượng chư Phật. Trong phẩm Đức Tuân Phổ Hiền, đây chính là cảnh giới rất sâu của Phổ Hiền Đại Sĩ. Sách Vãng Sanh Luận Chú bảo rằng: bậc Bồ Tát từ bát địa trở lên thường trụ tam muội, do sức tam muội thân chẳng rời khỏi chỗ mình mà đến khắp mười phương cúng dường chư Phật, giáo hóa chúng sanh. Sư Vọng Tây nhận định rằng: xét về thường hạnh, trong định cúng Phật là hạnh của bậc Bồ Tát từ sơ địa trở lên, và bậc Bồ Tát từ sơ địa trở lên tuy đã có đức này, nhưng phải từ bát địa trở lên mới có thể thực hành hạnh ấy một cách vô công dụng. Ý Ngài nói, bậc sơ địa Bồ Tát tuy đã có thể trong định cúng Phật, nhưng vẫn còn phải dụng công,
phải là bậc Bồ Tát từ Bát Địa trở lên mới có thể vô công dụng đạo. Sách Hồi Sớ bảo các vị tân phát ý Bồ Tát ở những phương khác, do nghe danh hiệu Di Đà, nhanh chóng dự vào những ngôi vị trong thập địa, đắc các tam muội, trụ trong đình cúng Phật. Sách viết: dẫu là hạng tân phát ý Bồ Tát mà nghe được danh hiệu, liền có thể định huệ tương tức. Định tức là huệ, huệ tức là định, không còn cách ngại nữa. Chơn tục soi chiếu lẫn nhau, nhanh chóng chứng đắc các ngôi vị trong thập địa. Kinh Văn Thù Bát Nhã cũng bảo: công đức niệm một đức Phật vô lượng vô biên, chẳng khác gì công đức niệm vô lượng chư Phật. Phật pháp bình đẳng vô sai biệt, chẳng thể nghĩ bàn, đều nương theo nhất như thành tối chánh giác, đều đầy đủ vô lượng công đức biện tài, nhập được nhất hạnh tam muội, tức là niệm Phật tam muội, thì biết hết tất cả các tướng pháp giới sai biệt của hằng sa chư Phật. Nói trong tam muội biết tất cả tướng pháp giới sai biệt của chư Phật, chính là nói trụ trong định cúng Phật. Phần chánh kinh: lúc tôi thành Phật, các hàng Bồ Tát trong các thế giới phương khác nghe danh hiệu tôi, liền chứng ly sanh pháp, đắc Đà Ra Ni, thanh tịnh hoan hỷ, đắc bình đẳng trụ, tu Bồ Tát hạnh, đầy đủ cội đức. Ngay lập tức, nếu chẳng đạt được một, hai hay ba thứ nhẫn với các Phật pháp, nếu chẳng thể chứng ngay được bất thoái chuyển, thì chẳng lấy chánh giác. Tức nguyện 46, đắc Đà Ra Ni; nguyện 47, nghe danh đắc nhẫn; và nguyện 48, chứng bất thoái trong hiện đời. Phần chú giải: chương này gồm cả ba nguyện, từ chữ đắc Đà Ra Ni trở lên là nguyện 46 đắc Đà Ra Ni, từ chữ ấy đến một, hai hay ba thứ nhẫn là nguyện 47 nghe danh đắc nhẫn. Phần còn lại là nguyện 48 chứng được bất thoái ngay trong hiện đời. Chữ ly sanh trong nguyện thứ 46 nghĩa là thoát khỏi sanh tử. Hành nhân trong ba thừa do đạt địa vị kiến đạo, thấy được đế lý, tức lý chân thật, nên đoạn được kiến hoặc và tư hoặc, vĩnh viễn không bị sanh trong tam giới nữa, nên bảo là chánh pháp tánh sanh. Sách Vạn Thiện Đồng Quy Tập bảo rằng: cùng lên cửa giải thoát, cùng xiển dương đạo ly sanh. Mười phương Bồ Tát do nghe danh hiệu Di Đà nên đều chứng được pháp ly sanh ấy và đắc Đà Ra Ni. Đà Ra Ni chính là tổng trì. Xem giải thích ở phần trước. Đà Ra Ni có bốn loại. Pháp Đà Ra Ni: nghe giữ giáo pháp của Phật chẳng quên. Nghĩa Đà Ra Ni: tổng trì nghĩa lý Phật pháp chẳng quên. Chú Đà Ra Ni: chú Đà Ra Ni lại có năm tên. Theo Bí Tạng Ký, năm tên ấy là Đà Ra Ni, Minh, Chú, Mật Ngữ, Chơn Ngôn. Đà Ra Ni là khi Phật phóng quang, trong quang minh vang ra thần chú, nên gọi là Đà Ra Ni hay Minh. Vì vậy Đà Ra Ni và Minh có cùng một nghĩa. Người trì Đà Ra Ni có thể phát khởi thần thông, trừ được tai hoạn. Đà Ra Ni gần tương tự với các thứ chú thuật của Tàu, nên Đà Ra Ni cũng gọi là chú. Vì phàm phu và nhị thừa chẳng biết được nổi, nên gọi là mật ngữ. Chân ngôn: lời của Đức Như Lai chân thật chẳng dối, nên gọi là chân ngôn. Nhẫn Đà Ra Ni an trụ trong thật tướng của Phật thì gọi là nhẫn. Giữ được lòng nhẫn nên gọi là Nhẫn Đà Ra Ni. Sách Đại Sĩ trong mười phương nghe danh hiệu Phật đều đắc các Đà Ra Ni như trên, an trụ trong thật tướng của các pháp, nên bảo là đắc Đà Ra Ni. Trong lời nguyện 47 nghe danh đắc nhẫn, chữ thanh tịnh có nghĩa là vốn sẵn không nhiễm trước, hoan hỷ là trong lòng vui sướng, tịch diệt là vui. Ở đây kinh dùng chữ bình đẳng là nói vắn tắt, thoát khỏi những ý tưởng sai biệt, cao thấp cạn sâu lớn nhỏ,
thân sơ, trí ngu, mê ngộ thì gọi là bình đẳng. Hiểu ở mức cao hơn, bình đẳng chính là chân như trọn khắp, vạn pháp như một, cả ba thứ tâm, Phật, chúng sanh không sai biệt. Vãng sanh luận chú nói rằng bình đẳng là thể tướng của các pháp, và chúng sanh trông thấy thân có tướng tốt và quang minh của Phật Di Đà đều giải thoát được hết các thứ ràng buộc nơi thân nghiệp, vào nhà Như Lai rốt ráo được thân nghiệp bình đẳng. Nghe danh hiệu chí đức của A Di Đà Như Lai, nghe âm thanh thuyết pháp thì đều giải thoát khỏi hết các thứ ràng buộc nơi khẩu nghiệp, vào nhà Như Lai rốt ráo được khẩu nghiệp bình đẳng. Nếu gặp được quang minh của A Di Đà Như Lai chiếu đến, hoặc nghe ý nghiệp bình đẳng của A Di Đà Như Lai, thì các chúng sanh ấy đều giải thoát khỏi hết thảy các thứ ràng buộc nơi ý nghiệp, vào nhà Như Lai rốt ráo được ý nghiệp bình đẳng. Ý nói, nếu thấy được hình tướng, nghe danh, thấy quang minh, biết được tâm ý của A Di Đà Như Lai thì đều chứng nhập nhà Như Lai, do nghe pháp nên được nghiệp bình đẳng rốt ráo. Đoạn văn trên của Vãng Sanh Luận Chú hoàn toàn có cùng ý nghĩa với câu nghe danh hiệu ta chứng ly sanh pháp, Đắc Đà Ra Ni thanh tịnh hoan hỷ, đắc bình đẳng trụ trong kinh này. Do nghe danh hiệu nên trụ trong pháp bình đẳng, nghĩa là trụ trong thật tướng của các pháp. Bản Hán dịch còn gọi Phật A Di Đà là vô lượng thanh tịnh bình đẳng giác. Như vậy, mười phương đại sĩ nghe danh hiệu Phật, chí tâm tin ưa, dùng tâm bình đẳng niệm bình đẳng giác, an trụ như thế thì chính là đắc bình đẳng trụ. Một câu Phật hiệu đây chính là thật tướng, chính là toàn thể của pháp giới, chính là thể tánh bình đẳng của các pháp. Chỉ cần niệm niệm tiếp nối, niệm mà vô niệm, vô niệm mà niệm, nên bảo là đắc bình đẳng trụ. Tâm hạnh như thế là Bồ Tát hạnh, lần lượt dạy dỗ cho nhau cùng quay về cực lạc, ban bố cho mọi chúng sanh cái lời chân thật, nên bảo là tu Bồ Tát hạnh. Tu hạnh như vậy tự nhiên trọn vẹn hết thảy cội rễ của công đức Phật quả, nên bảo là đầy đủ cội đức. Sách Hội Sớ giảng chữ cội đức như sau: lục độ của Bồ Tát là gốc của hết thảy công đức, nên gọi là cội đức. Chọn lựa giữ lấy quả hiệu, tức danh hiệu của quả giác, tức là danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, lưu xuất lục độ vạn hạnh là nguồn gốc cho mọi đức, nên gọi là đức bổn. Trong câu 1, 2 hay 3 thứ nhẫn, chữ nhẫn có nghĩa là chịu đựng. Bản ngụy dịch ghi như sau: đệ nhất, đệ nhị, đệ tam pháp nhẫn. Pháp nhẫn, pháp là lý đã chứng đắc, tâm an trụ nơi pháp là nhẫn. Sách Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 9 giảng rằng huệ tâm an pháp thì gọi là nhẫn. Với những thứ pháp nhẫn vừa được nêu trên, các nhà chú giải kinh nêu nhiều thuyết sâu hoặc cạn khác nhau. Xin nêu một thí dụ. Kinh Nhân Vương bảo có 5 thứ nhẫn: phục nhẫn, tính nhẫn, thuận nhẫn, vô sanh pháp nhẫn và tịch diệt nhẫn. Sách Nhân Vương Tư Ký lại giảng: sơ địa, nhị địa, tam địa chứng đắc vô lậu tính thì gọi là tính nhẫn. Tứ địa, ngũ địa, lục địa hướng đến vô sanh nên gọi là thuận nhẫn. Thất địa, bát địa, cửu địa chẳng sanh các niệm nên gọi là vô sanh nhẫn. Thập địa, diệu giác, đắc quả bồ đề nên gọi là tịch diệt nhẫn. Trong các nhà chú giải kinh thời cổ, có vị cho rằng ba thứ nhẫn được nói đến trong kinh Vô Lượng Thọ đây là phục nhẫn, tính nhẫn và thuận nhẫn. Thậm chí có vị cho rằng ba mức thượng, trung, hạ của loại nhẫn đầu tiên, tức phục nhẫn, chính là ba thứ nhẫn được kinh này nhắc đến. Hiểu như vậy nghĩa là chẳng thừa nhận việc Bồ Tát nơi phương khác nghe danh hiệu Phật liền ngay lập tức chứng đắc một thứ nhẫn, hai thứ nhẫn cho đến vô sanh pháp nhẫn. Nếu dựa theo kinh văn, quả thật trong ba thứ nhẫn ấy
ắt phải có vô sanh pháp nhẫn, là điều chẳng thể còn nghi ngờ chi nữa. Nguyện thứ 34 trong bản ngụy dịch được ghi như sau: Nếu tôi thành Phật, các loài chúng sanh trong mười phương vô lượng chẳng thể nghĩ bàn các thế giới Phật, nghe danh hiệu tôi mà chẳng đắc vô sanh pháp nhẫn của Bồ Tát, các tổng trì sâu xa thì chẳng lấy chánh giác. Bản tống dịch cũng ghi: Nghe danh hiệu tôi thì ngay lập tức đắc sơ nhẫn, nhị nhẫn cho đến vô sanh pháp nhẫn, thành tựu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Rõ ràng pháp nhẫn thứ ba được nói trong lời nguyện này phải là vô sanh pháp nhẫn. Hơn nữa, những câu trong sách luận chú như hễ thấy Đức Phật ấy thì những vị Bồ Tát chưa chứng tịnh tâm, chỉ những vị Bồ Tát từ sơ địa đến thất địa, liền rốt ráo chứng được pháp thân bình đẳng. Sách còn chép: Bình đẳng pháp thân là pháp tánh sanh thân Bồ Tát từ bát địa trở lên, và nghe danh hiệu chí đức của A Di Đà Như Lai thì rốt ráo được khẩu nghiệp bình đẳng. Những câu như vậy đủ chứng minh nghe danh hiệu Phật liền chứng đắc vô sanh pháp nhẫn. Vô sanh pháp nhẫn gọi tắt là vô sanh nhẫn, chân trí an trụ trong thật tướng lý thể vô sanh vô diệt nhưng chẳng động thì gọi là vô sanh pháp nhẫn. Trí Đầu Luận quyển 5 giảng rằng: Vô sanh pháp nhẫn tinh nhận thông đạt thật tướng vô sanh vô diệt của các pháp một cách vô ngại bất thoái thì là vô sanh nhẫn. Trong quyển 73 của Trí Đầu Luận, Ngài Long Thọ lại viết: Vô sanh pháp nhẫn là ngay cả những thứ nhỏ nhiệm còn bất khả đắc, huống là những thứ lớn lao, đấy là vô sanh. Đắc pháp vô sanh này thì chẳng làm, chẳng khởi các nghiệp hạnh, đấy là vô sanh pháp nhẫn. Sách Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 12 cũng nói: Lý lặng lẽ chẳng khởi gọi là vô sanh, huệ an trụ trong lý này thì gọi là vô sanh nhẫn. Lăng Nghiêm Kinh Trường Thủy Sớ quyển 1 lại giảng rằng: Hiểu rõ pháp vô sanh, ấn khả quyết định thì gọi là vô sanh nhẫn. Sách Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 12 còn bảo rằng: Như Ngài Long Thọ nói, từ sơ địa trở lên cũng đắc vô sanh. Nếu căn cứ vào kinh Nhân Vương và kinh Dữ Địa thì chỉ trong thất địa, bát địa, cửu địa mới có vô sanh. Bản tống dịch của kinh Vô Lượng Thọ chép rằng: Nghe danh hiệu tôi chứng vô sanh nhẫn, thành tựu hết thảy thiện căn bình đẳng, trụ vô công dụng. Do lìa gia hạnh nên chẳng bao lâu sẽ đắc A Nậu Bồ Đề. Ngài Vọng Tây chú giải câu này như sau: Kinh nói là đã trụ nơi vô công dụng thì đủ biết bậc Bồ Tát ấy đã chứng bát địa. Như vậy pháp nhẫn thứ ba trong kinh đây chính là vô sanh pháp nhẫn, như kinh Nhân Vương đã nói. Theo Ngài Vọng Tây, Bồ Tát ấy đã chứng địa vị bát địa. Ngài Vọng Tây còn nói: Hỏi, vì sao do thế lực của việc nghe danh hiệu lại chứng được vô sanh? Đáp là vì Phật nguyện lực vậy. Như Thập Trụ Luận bảo rằng: Quá khứ vô số kiếp có biển công đức danh hiệu Phật, mỗi vị Phật trong thập phương hiện tại thành chánh giác đều là từ lời phát nguyện nghe danh hiệu được thành Phật ấy mà được thành Phật. Những luận chứng vừa dẫn trên đã trình bày tha lực một cách khéo léo. Người nghe danh hiệu Phật được Phật nguyện gia bị nên chứng được vô sanh nhẫn, quyết định sẽ thành Phật. Nhưng nghe không có nghĩa là chỉ nghe suông, mà còn phải phát khởi cái hạnh như Niết Bàn Sớ quyển 20 bảo: Nếu nghe đến hai chữ thường trụ thì đời đời chẳng đọa. Có nhiều thứ nghe, nếu có thể suy nghĩ sâu xa, thực hành đúng như lời dạy thì đời đời chẳng bị đọa. Ý câu trên là nghe xong phải suy nghĩ sâu xa và tu hành đúng như lời dạy thì đời đời mới chẳng bị đọa. Như vậy, một chữ nghe còn hàm nghĩa tin nhận, chẳng phải là nghe lọt qua tai rồi thôi.
một, hai hay ba thứ nhẫn được nêu trong lời nguyện này chính là ba thứ nhẫn sẽ nói trong phẩm 15 Bồ Đề Đạo Tràng. Một là âm hưởng nhẫn, hai là nhu thuận nhẫn, ba là vô sanh pháp nhẫn. Sách Quán Vô Lượng Thọ Kinh Diệu Tông sao, quyển 5 giảng như sau: âm hưởng nhẫn là do âm thanh tiếng vang mà ngộ giải được chân lý. Nhu thuận nhẫn là huệ tâm nhu nhuyễn thuận theo chân lý. Vô sanh pháp nhẫn là chứng được thật tánh của vô sanh nhưng lìa khỏi các tướng. Đây là chỗ cao tột nhất trong việc ngộ đạo. Ba thứ nhẫn này sẽ được giảng tường tận trong phẩm thứ 15. Nguyện thứ 48 là ngay trong hiện tại chứng được bất thoái. Lời nguyện như sau: với các Phật pháp, nếu chẳng thể chứng ngay bất thoái chuyển thì chẳng lấy chánh giác. Bất thoái chuyển nghĩa là những công đức thiện căn mình tu tập ngày càng tăng tấn, chẳng hề lui sụt mất đi. Bất thoái chuyển gọi tắt là bất thoái, gọi theo tiếng Phạn là A Bệ Bạc Trí. Hành nguyện Bồ Tát tuy khó phát nhưng dễ bị thoái thất. Theo kinh Nhân Vương, bậc Bồ Tát thuộc tính vị trong biệt giáo được gọi là Khinh Mao Bồ Tát, vì giống như vật bị gió thổi bay. Kinh Niết Bàn Bản Nam cũng chép: kinh Niết Bàn Bản Nam, tức kinh Đại Bát Niết Bàn, do ngài Đàm Vô Sấm dịch vào năm 421 đời Bắc Lương, gồm 13 phẩm. Sau đó kinh này được truyền xuống phương Nam Trung Hoa, các vị Huệ Nghiêm, Huệ Quang, Tạ Linh Vận v.v. đem đối chiếu với kinh Đại Bát Nê Hoàng 6 quyển do ngài Pháp Hiển dịch vào đời Đông Tấn, tu bổ thành bản 25 phẩm, gọi là kinh Niết Bàn Bản Nam. Còn bản dịch của ngài Đàm Vô Sấm gọi là kinh Niết Bàn Bản Bắc. Bản kinh Đại Bát Niết Bàn lưu hành tại Việt Nam gồm bản Nam cộng với kinh Đại Bát Niết Bàn Kinh Hậu Phần do ngài Nhã Na Bạc Đà La dịch vào đời Đường. Ngoài ra, ngài Pháp Hiển còn dịch một bản khác mang tựa đề là Phương Đẳng Nê Hoàng Kinh, cũng gọi là Đại Bát Niết Bàn. Kinh này tương đương với bản Đại Bát Niết Bàn theo hệ thống kinh Tạng Nam truyền của Theravada. Vô lượng chúng sanh phát tâm A Nậu Bồ Đề, nhưng thấy chút duyên trái nghịch, liền thoái chuyển A Nậu Bồ Đề như ánh trăng trong nước. Nước vừa sao động, ánh trăng liền động. Kinh còn ví von: ví như cá mẹ sanh nhiều cá con, nhưng khôn lớn chỉ được chút ít. Như cây am la hoa nhiều trái ít, chúng sanh phát tâm tuy là vô lượng, nhưng người thành tựu quá ít ỏi, chẳng đáng nói đến. Kinh chép: cá con, hoa am la, Bồ Tát sơ phát tâm, ba thứ ấy nhân thì nhiều nhưng kết quả lại ít. Kinh Thập Trụ Bồ Tát Đoạn Kết cũng nói: khi ấy ngài Xá Lợi Phất bảo các Bồ Tát đến dự hội, bọn chúng tôi khi xưa từ nhất trụ đạt tới ngũ trụ, rồi lại thoái chuyển xuống sơ trụ, rồi lại từ sơ trụ đạt đến ngũ trụ, lục trụ. Trải qua 60 kiếp như thế, trọn chẳng đạt đến bậc bất thoái chuyển. Kinh Bảo Vũ cũng nói: có thế giới tên là Sa Bà, cõi ấy có Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni. Các hữu tình nếu nghe danh ngài thì chẳng thoái chuyển A Nậu Bồ Đề, đó là do sức bổ nguyện của Đức Như Lai ấy vậy. Xưa kia ngài Trường Hiến đã từng ca ngợi lời nguyện ấy như sau: trong 500 đại nguyện của Đấng Thích Tôn, nguyện này thù thắng nhất. Rõ ràng cả hai bậc đạo sư hai cõi cùng phát ra nguyện tối thắng này, thật là cùng một đường dẫn đến cửa Niết Bàn vậy. Vô lượng Bồ Tát chưa đạt địa vị bất thoái, dẫu cực kỳ dũng mãnh như cứu đầu cháy, nhưng bởi chướng duyên bời bời dồn tới nên lần lần bị thoái chuyển, đến nỗi người học đạo nhiều như lông bò, kẻ đắc đạo hiếm tựa vẫy lân. Khi còn tu nhân, Phật Di Đà thương xót họ nhập khổ nên phát vô thượng nguyện. Do oai đức của Phật nên người được nghe danh hiệu liền chứng đắc ba thứ nhẫn.
chứng được bất thoái chuyển. Vốn ở địa vị bất thoái, nương theo nguyện lực của Phật, nên chỉ tiến chẳng lùi, mau chứng được Bồ Đề. Đây thật là nỗi mừng rỡ lớn. Lời bình của hội sớ như sau: nguyện lực khó nghĩ bàn, hễ được một thứ thì được hết thảy mọi thứ, vì cùng một lúc được đầy đủ bất thoái và tam nhẫn. Thật đã nêu rõ diệu dụng của phương tiện rốt ráo phát xuất từ nhất thừa nguyện hải của Phật Di Đà một cách sâu. Phật A Di Đà thì những kẻ ấy đều được bất thoái chuyển nơi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Sách Hội Sớ cũng nói: tam nhẫn, bất thoái đều nằm trong danh hiệu. Khi xưng danh, do danh và nghĩa chẳng rời nhau, nên liền tự đạt được những đức như thế. Rõ ràng, nếu được nghe danh hiệu, chỉ cần tín nguyện trì danh thì ắt có thể ngay trong hiện đời chứng được bất thoái. Diệu đức của Di Đà nhất thừa nguyện hải thật khó nghĩ suy nổi. 6 chữ hồng danh là phương tiện rốt ráo. 48 nguyện, nguyện nào cũng nhiếp độ chúng sanh, nguyện nào cũng hiển thị lẽ chân thật. Phân ra thì đến 48 nguyện, hợp lại chỉ là một pháp cú. Một pháp cú là thanh tịnh cú, chân thật trí huệ vô vi pháp thân. Số 7. Ắt thành chánh giác. Trước Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai, Pháp Tạng Tỳ Kheo nói 48 nguyện xong, lại đối trước Phật nói kệ tụng để nhắc lại các nguyện ấy và thỉnh Phật chứng minh. Do đại nguyện của Ngài chân thành sâu rộng, nên ngay khi ấy cảm được trời mưa hoa, đất chấn động, trên không trung có tiếng khen rằng nhất định thành Phật. Đấy là nội dung của phẩm thứ 7 này. Phần chánh kinh. Đức Phật bảo A Nan, khi ấy Pháp Tạng Tỳ Kheo nói lời nguyện ấy xong, dùng kệ tụng rằng: con lập chí siêu thế, ắt đạt vô thượng đạo, chẳng trọn vẹn nguyện ấy thề chẳng thành đẳng giác. Lại làm đại thí chủ phổ tế các cùng khổ, khiến các quần sanh ấy đêm dài chẳng ưu não, xuất sanh các thiện căn, thành tựu bồ đề quả. Nếu con thành chánh giác, lấy hiệu vô lượng thọ, chúng sanh nghe hiệu ấy đều sanh trong nước con, thân sắc vàng như Phật, diệu tướng đều viên mãn, cũng dùng tâm đại bi, lợi ích các quần phẩm, ly dục chánh niệm sâu, tịnh huệ tu phạm hạnh. Phần chú giải. Chữ chí siêu thế được các nhà giải thích kinh hiểu theo nhiều cách khác nhau. Ngài Tịnh Ảnh bảo rằng những nguyện đã phát trong đời trước, nguyện đắc pháp thân, cầu sanh tịnh độ, gọi là nguyện siêu thế. Ngài Tịnh Ảnh gọi các nguyện quang minh vô lượng, thọ mạng và chư Phật khen ngợi ghi trong bản ngụy dịch là những nguyện thuộc về pháp thân. Nguyện cõi nước thanh tịnh và nguyện cõi nước trang nghiêm là tịnh độ nguyện. Ngài Tịnh Ảnh chỉ coi năm nguyện ấy là siêu xuất thế gian. Ngài Cảnh Hưng cũng nghĩ như vậy. Các vị Nghĩa Tịch Vọng Tây lại cho rằng cả 48 nguyện đều là nguyện siêu thế. Thuyết sau rất đúng. Sách Bình Giải nhận xét: sư tổ chúng ta, tức Ngài Thiện Đạo, bảo 48 nguyện chẳng thể nghĩ bàn, cũng gọi là thệ nguyện vô ngại. Người đời cho rằng 48 nguyện ấy mỗi nguyện riêng rẽ giống như những trái lật và trái hồng đặt cạnh nhau, đấy đều là những kiến giải hạn hẹp chẳng dung thông mà thôi. Chẳng phải như vậy. Ví như một bức gấm tứ xuyên khéo dệt thành hoa quả cành lá, giống như là có rễ thân cành lá sai khác, nhưng thật sự chỉ là một bức gấm mà thôi. Phật nguyện cũng vậy, tuy có đến 48 nguyện, nhưng chỉ là do một trí chánh giác thiện xảo trang nghiêm nên gọi là thệ nguyện vô ngại. 48 nguyện còn được gọi là nguyện chẳng thể nghĩ bàn, vì mỗi nguyện trong 48 nguyện
đều đầy đủ công đức chẳng thể nghĩ bàn. Các nguyện dung nhập lẫn nhau, không bị chướng cách nên gọi là vô ngại. Do đây ta thấy được rằng 48 nguyện dung nhập lẫn nhau, nguyện nào cũng đều là nguyện siêu thế cả. Trong quyển Pháp Sự Tán, Tổ Thiện Đạo còn bảo: tuy hoằng thệ nhiều đến 48 nguyện, nhưng chỉ để nói lên niệm Phật là việc thiết yếu nhất. Nghĩa là nguyện nào cũng vì niệm Phật cả. Vãng Sanh Luận bảo ba thứ trang nghiêm vào trong một pháp cú. Một pháp cú là chân thật trí huệ vô vi pháp thân. Đại nguyện của Bồ Tát Pháp Tạng bao gồm cả ba thứ trang nghiêm viên mãn một cách rốt ráo, hoàn toàn nhập vào một pháp cú là chân thật trí huệ vô vi pháp thân. Vả lại, tiếng chữ đều là thật tướng, nên một câu danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật chính là bổn thể của pháp thân, chính là viên viên quả hải. 48 nguyện chỉ là để hiển thị danh hiệu A Di Đà Phật, nên danh hiệu A Di Đà có đủ hết thảy các công đức diệu dụng của Di Đà bổn nguyện. Danh hiệu ấy là bản thể của tánh đức, do tu đức viên thành nhiếp trọn cả tánh đức và tu đức không sót. 48 nguyện chỉ là để đề cao niệm Phật. Nguyện nào cũng bao hàm quả đức của Phật, nguyện nào cũng phơi bày trọn vẹn vô vi pháp thân, nên ta có thể nói nguyện nào cũng là nguyện pháp thân cả. Các nguyện dung nhập lẫn nhau không bị cách ngại, nguyện nào cũng chứa đựng vô lượng nguyện thù thắng vô thượng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng hề có hạn lượng. Nói cách khác, cái được gọi là 48 nguyện ở đây cũng chỉ là giả danh nhằm để tùy thuận chúng sanh, chứ thật ra bổn nguyện vô lượng. Hơn nữa, bổn nguyện tuy vô lượng nhưng rốt ráo chỉ là một pháp cú mà thôi. Ngay cả chữ siêu thế cũng được các vị chú giải kinh giải thích mỗi người một khác. Ngài Nghĩa Tịch giảng siêu thế là không còn ở trong những địa vị thuộc thế gian, nhưng chưa chứng sơ địa nên gọi là siêu thế. Ngài Cảnh Hưng bảo siêu thế là đã viên mãn địa vị thập hướng. Cả hai thuyết này đều bảo Ngài Pháp Tạng khi ấy vẫn còn chưa chứng sơ địa. Các vị Thiện Đạo Đàm Loan v.v. lại có kiến giải khác hẳn. Đại sư Đàm Loan bảo: Pháp Tạng Bồ Tát ở nơi Đức Thế Tự Tại Vương Phật ngộ được vô sanh pháp nhẫn, địa vị của Ngài ngay khi ấy là thánh chủng tánh. Theo Kinh Anh Lạc, thánh chủng tánh là loại thứ 4 trong 6 chủng tánh. Thánh chủng tánh là thập địa Bồ Tát. Từ trong tánh ấy phát ra 48 nguyện. Thiện Đạo Đại Sư cũng cho rằng Ngài Pháp Tạng khi phát tâm đã thuộc hàng thập địa Bồ Tát. Như vậy, siêu thế là vượt khỏi địa vị địa tiền. Quan điểm này coi những giai vị trước khi chứng được sơ địa đều thuộc về thế gian cả. Hơn nữa, nguyện của Ngài không những chỉ vượt trội nguyện của tất cả người trong Tam Thừa, mà còn thù thắng hơn nguyện của chư Phật. Kinh nói Pháp Tạng Bồ Tát trước khi phát tâm đã nói: tôi lập nguyện này đều thù thắng hơn vô số các cõi nước Phật. Sách Hậu Xuất Kinh Kệ cũng chép: phát nguyện trỗi hơn chư Phật, lời thệ gồm 24 chương. Phần nói về sở nguyện thành tựu trong Kinh Vô Lượng Thọ đây cũng chép: vi diệu lạ lùng, đẹp đẽ, trang nghiêm, thanh tịnh, vượt xa hết thảy thế giới trong mười phương, và quang minh của A-di-đà Phật tôn quý nhất trong các quang minh, Ngài là vua trong các vị Phật. Chứng tỏ lời nguyện siêu thế của Pháp Tạng Bồ Tát cũng thù thắng hơn lời nguyện của chư Phật. Thế giới cực lạc vô lượng thanh tịnh trang nghiêm hiển lộ trọn vẹn tự tánh của đương nhân. Tâm này là Phật, tâm này làm Phật, lý sự vô ngại. Nước, chim, cây cối cùng tuyên dương chánh pháp, sắc, thanh, mùi, hương, ánh sáng đều khiến cho đạo niệm tăng trưởng, trùng trùng vô tận, tự tại vô ngại,
toàn là viên minh cụ đức, chẳng thể nghĩ bàn. Toàn thể là sự sự vô ngại pháp giới, nghe danh hiệu lại chứng được bất thoái, trông thấy cây liền khế ngộ vô sanh, mười niệm ắt sanh về tịnh độ, phàm phu cũng lên được địa vị bất thoái. Những sự như vậy khắp các cõi nước mười phương không nơi nào khác có nổi, chỉ mình cõi đồng cư cực lạc riêng có, nên gọi là nguyện vô thượng thù thắng siêu thế vậy. Chữ đạo trong câu ắt đạt vô thượng đạo chỉ Bồ Đề. Bồ Đề là đạo được Như Lai chứng đắc, lại do đạo ấy không có gì hơn được nổi, nên gọi là vô thượng, tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trong kinh Pháp Hoa phẩm Thọ Lượng Phật nói rằng: ta luôn suy nghĩ nên dùng cách nào khiến chúng sanh được chứng nhập vô thượng đạo, chóng thành tựu Phật thân. Cũng giống như vậy, Pháp Tạng Bồ Tát muốn cho chúng sanh chứng được vô thượng đạo. Vì vậy chữ ắt đạt có thể hiểu theo hai cách như sau. Ắt vô thượng đạo là chủ thể của bổn nguyện. Trong mỗi nguyện, Ngài đều dùng chánh giác tự thề như hai câu kệ kế tiếp có nói: chẳng trọn vẹn nguyện này, thề chẳng thành chánh giác. Như vậy, xét về toàn thể các nguyện thì tuy mỗi nguyện sai khác, nhưng các đại nguyện đều xuất phát từ một điểm căn bản, nhằm làm cho chúng sanh chứng nhập vô thượng đạo, cùng thành chánh giác. Vì vậy, phẩm khuyến trì của kinh Pháp Hoa có câu: ta chẳng quý thân mạng, chỉ tiếc vô thượng đạo. Do đó, vô thượng đạo là chủ thể của đại nguyện. Coi vô thượng đạo là cái quả của đại nguyện. Tịnh Ảnh Sớ giảng rằng: quyết định đắc quả nên bảo là ắt đạt vô thượng đạo. Làm đại thí chủ, phổ tế các cùng khổ. Đại thí chủ là người bố thí cho hết thảy mọi người. Nhưng thí những gì? Thí tài vật hay là thí pháp? Sư Tịnh Ảnh bảo rằng: pháp hóa lợi ích, nghĩa là pháp thí. Trái lại, Ngài Cảnh Hưng cho rằng muốn cứu vớt kẻ nghèo khổ, ắt phải dùng tài thí. Tông Kính Lục quyển 95 lại viết: do chẳng có pháp tài nên gọi là bần cùng. Như vậy, phổ tế bần khổ là thí cho cả pháp lẫn tài vật. Do đó câu luôn dùng hạnh sáu độ: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, để giáo hóa, an lập chúng sanh trụ nơi đạo vô thượng chánh chơn, trong phẩm tích lũy công đức là nói về pháp thí. Còn câu trong tay thường tuôn ra vô tận các báu vật trang nghiêm, hết thảy các vật cần dùng tối thượng để lợi lạc hữu tình, là nói về tài thí. Như vậy, đại thí chủ phải tu cả hai loại pháp thí và tài thí. Như sách Hội Sớ bảo: dùng của cải để cứu giúp kẻ nghèo trong thế gian, dùng pháp độ khắp kẻ thiếu phước, nên gọi là đại thí chủ. Ý nói dùng tài thí cứu vớt những kẻ bần cùng khốn khổ trong thế gian, dùng pháp thí để lợi lạc khắp tất cả những kẻ không có phước được nghe pháp, nên gọi là đại thí chủ. Khiến các quần sanh ấy đêm dài không phiền não. Chúng sanh mãi trầm luân trong sanh tử, nên ví như đang ở trong đêm dài. Như kinh thường nói, đêm dài sanh tử. Đêm tượng trưng cho tối tâm không ánh sáng. Tâm chúng sanh bị vô minh che lấp, nên hôn mê chẳng giác ngộ, chìm trong biển sanh tử, chịu mãi các khổ. Vì muốn khiến họ vĩnh viễn thoát khỏi hết thảy lo buồn khổ não, thoát khỏi đêm dài sanh tử, nên thí cho hai thứ pháp và tài. Nhưng do lòng từ bi cùng cực, nên lại khiến cho họ được xuất sanh các thiện căn, thành tựu Bồ Đề quả. Trong hết thảy các loại bố thí, cách bố thí sau đây là tối thượng, làm cho hết thảy chúng sanh rốt ráo lìa được khổ, được cái vui rốt ráo. Nhưng muốn làm cho chúng sanh phát sanh được cái thiện căn, thành tựu Bồ Đề, thì không chi hơn được pháp trì danh hiệu Phật.
cầu sanh cực lạc. Do vậy, Ngài nói tiếp rằng, nếu tôi thành chánh giác, lập hiệu vô lượng thọ, chúng sanh nghe hiệu ấy đều sanh trong nước tôi. Bốn câu này chính là tâm tủy của đại nguyện, là tròng mắt của toàn bộ kinh, là cánh tay mầu nhiệm độ sanh của mười phương Như Lai, là thuyền báo để hết thảy chúng sanh thoát khổ. Cả 48 đại nguyện chỉ nhằm khai diễn ý nghĩa của bốn câu kệ trên. Đúng như Ngài Thiện Đạo bảo, nguyện nào cũng là để chỉ bày pháp niệm Phật. A-di-đà thánh hiệu có vô lượng nghĩa: vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng thanh tịnh, vô lượng trang nghiêm, vô lượng trí huệ, vô lượng bồ đề, cho đến vô lượng điều vô lượng. Vô lượng thọ biểu thị pháp thân thường trụ, nên vô lượng thọ bao gồm hết thảy mọi thứ vô lượng. Vì vậy, danh hiệu của Như Lai vang khắp mười phương, chúng sanh được nghe danh đều sanh trong nước Ngài. Do xưng danh liền có nhiều thiện căn được sanh tịnh độ, nên chắc chắn chứng bồ đề. Thật là phương tiện rốt ráo thù thắng viên mãn. Di Đà đại nguyện sở dĩ siêu thế và Phật được xưng tụng là đấng nguyện vương, chính là do bởi những điều trên. Thân sắc vàng như Phật, diệu tướng đều viên mãn. Nguyện người sanh về nước tôi, thân được giống như Phật, thân đều có sắc vàng đủ cả 32 tướng tốt. Câu này nhắc lại nguyện thứ 3 và nguyện thứ 4, chỉ nói thêm là thù thắng viên mãn, ngụ ý thân chúng sanh giống hệt thân Phật. Cũng dùng tâm đại bi phổ lợi các quần phẩm. Hai câu kệ trước nói về thân đức, hai câu kệ này nói đến tâm đức. Cần chú ý hai chữ cũng dùng trong hai câu này. Chữ cũng dùng ngụ ý rằng, nguyện rằng những người đã sanh về cõi tôi cũng đều giống như tôi, tức Pháp Tạng. Dùng tâm đại bi lợi ích khắp các loài chúng sanh. Lại nguyện rằng nhân dân cõi cực lạc đều giống như Đức Phật, xem các chúng sanh như chính thân mình. Cùng phát khởi tâm đồng thể đại bi, như phẩm hạnh nguyện của Kinh Hoa Nghiêm đã nói: nhân nơi chúng sanh mà khởi đại bi, do đại bi mà sanh tâm bồ đề, do tâm bồ đề thành đẳng chánh giác. Vì vậy, nguyện chúng sanh sanh về cõi tôi, phát tâm đại bi lợi ích khắp muôn loài. Chữ phẩm có nghĩa là phẩm loại. Phổ lợi quần phẩm nghĩa là làm lợi ích cho khắp hết thảy vô số chúng sanh muôn loài. Ly dục, chánh niệm sâu, tịnh huệ, tu phạm hạnh. Dục là tham dục. Kinh Tứ Thập Nhị Chương nói, ly dục thanh tịnh là tối thắng. Chánh niệm là một trong bát chánh đạo, lìa tà phân biệt. Niệm thật tánh của pháp thì gọi là chánh niệm. Quán Kinh Sớ giảng rằng, xả tướng nhập thật gọi là chánh niệm. Sách Hội Sớ giảng chữ tịnh huệ như sau: tịnh huệ chính là bát nhã ba la mật, chẳng phải là trí huệ bất tịnh của nhân thiên tiểu thừa nên gọi là tịnh huệ. Phạm hạnh là hạnh thanh tịnh vô dục, là một trong năm hạnh kinh Niết Bàn dạy, là hạnh lợi tha để đối trị hết thảy điều bất thiện, lìa lầm lỗi được thanh tịnh nên gọi là phạm hạnh. Vạn hạnh để chứng Niết Bàn cũng gọi là phạm hạnh. Sách Hội Sớ nói, dục là nguyên nhân của các khổ, dùng thí độ và giới độ để xa lìa, chánh niệm để khéo giữ gìn như mặc áo giáp vào thành, nhẫn độ, định độ để tu hành, hạnh ly dục. Tịnh huệ là bát nhã độ, tinh tấn hiện diện trong cả năm độ, đấy là lục độ của Bồ Tát. Ngài Vọng Tây hiểu hơi khác. Ngài coi ly dục là thí, giới, nhẫn, chánh niệm là thiền định. Nói chung, ly dục, chánh niệm và tịnh huệ đều là lục độ của Bồ Tát. Tu sáu độ này lìa được ba độc tham, sân, si nên bảo là phạm hạnh. Ngài Vọng Tây lại bảo, ly dục chính là không tham.
khéo chánh niệm là không sân, tịnh huệ là không si, đó gọi là phạm hạnh. Phần chánh kinh. Nguyện trí huệ quang tôi chiếu khắp mười phương cõi, tiêu trừ tối tam cấu, độ khắp các ách nạn, đều bỏ tam đồ khổ, diệt các tối phiền não, mở được mắt trí huệ, đạt được thân quang minh, bế tắc các đường ác, thông đạt thiện thú môn, vì chúng khai pháp tạng, rộng thí báo công đức. Phần chú giải. Đoạn trước nói về vô lượng thọ, đoạn này nói về vô lượng quang. Vô lượng thọ là thể, vô lượng quang là tướng dụng. Từ công dụng của thể tướng sanh ra vô biên đức, giáo hóa và lợi ích. Trong phần định thiện nghĩa của tác phẩm Quán Kinh Sớ, Thiền Đạo Đại Sư đã bảo: mỗi một nguyện đều vì chúng sanh. Bài kệ này đã thể hiện rõ cái tâm ấy. Trong hai câu nguyện trí huệ quang của tôi chiếu khắp mười phương cõi, chữ trí huệ quang có hai nghĩa. Một là như kinh Niết Bàn dạy, quang minh là trí huệ. Kinh Siêu Nhật Minh Tam Muội cũng dạy, đại trí phát ra ngoài chiếu soi pháp giới thì gọi là quang minh. Xin xem lại lời giải thích chi tiết về chữ quang minh ở phần trước, ở đây tôi chẳng nhắc lại. Hai là như Đàm Loan Đại Sư viết trong tác phẩm Tán A Di Đà Phật Kệ có viết: Phật quang chiếu tan tâm tối vô minh, nên Phật hiệu là trí huệ quang. Câu đầu tức là câu Phật quang chiếu tan tâm tối vô minh giống với thuyết trên. Câu sau tức là câu nên Phật hiệu là trí huệ quang, ý nói trí huệ quang là một trong những thánh hiệu của Phật A Di Đà và cũng là một trong 12 thứ quang minh của Ngài. Câu nguyện trí huệ quang tôi trích trong bản tống dịch, câu này được bản đường dịch ghi là nguyện được Như Lai vô lượng quang. Theo đó, trí huệ quang là vô lượng quang. Vả lại, Đức Di Đà tuy có 12 danh hiệu, nhưng thật ra trong mỗi danh hiệu đều gồm trọn đủ các đức tánh quang minh khác. Vì vậy, trí huệ quang cũng là vô lượng quang, vô biên quang, vô ngại quang, vô đẳng quang, thường chiếu quang, thanh tịnh quang. Vì vậy, trong câu kệ tiếp theo Ngài nói chiếu khắp mười phương cõi, vô lượng quang trọn khắp mười phương theo chiều ngang, nên không cõi nào chẳng chiếu thấu. Hơn nữa, quang minh ấy chính là trí huệ, chiếu tan tối tâm vô minh nhơ bẩn của chúng sanh. Nên trong những câu kệ tiếp đó, Ngài bèn nhắc lại những diệu dụng của quang minh như tiêu trừ tam cấu minh, vân vân. Tiêu trừ tam cấu minh, độ khắp các ách nạn. Tam cấu là tên gọi khác của ba độc tham, sân, si. Minh tức tâm tối là vô tri. Luận Câu Xá bảo rằng do các thứ vô tri che lấp thật nghĩa và chướng ngại cái thấy đúng đắn, nên gọi là minh. Trong cụm chữ minh tế tạm dịch là độ khắp. Minh có nghĩa là sáng suốt, đầy đủ, đông nhiều. Tế là độ, là cứu. Sách Hội Sớ bảo minh tế nghĩa là quảng tế, nên minh tế nghĩa là cứu độ một cách rộng lớn. Vì vậy tạm dịch là độ khắp. Ách là chướng ngại, trói buộc, là khổ sở. Nạn là khổ nạn, tai nạn, khốn khổ. Vì vậy hai câu kệ này có thể hiểu một cách thô thiển như sau: tiêu trừ ba độc tham sân si tâm tối nhơ bẩn của chúng sanh, rộng cứu các thứ đau khổ và tai nạn. Các ách nạn nhiều đến vô số nên bảo là các ách nạn. Trí quang của Phật có thể cứu vớt khắp tất cả. Sách Hội Sớ giảng rằng tam cấu là tham, sân, si. Ba cấu này làm ô nhiễm tâm tánh nên gọi là cấu. Tam cấu khiến chúng sanh mù tối nên gọi là minh. Chúng là cái nhân làm ta lưu chuyển trong sanh tử. Cái ách nạn là quả,
tức là sáu đường và bốn loài vậy. Phật quang có đức tánh thanh tịnh, trí huệ, hoan hỷ, chiếu rộng khắp, tiêu trừ sự tối tâm do ba chướng gây ra. Do tập đã diệt, tức tiêu diệt được hết cái nhân khổ não của tập đế, khổ quả bèn dứt, tức chấm dứt cái khổ vì lưu chuyển, nên bảo là độ khắp. Đều bỏ tam đồ khổ, diệt các tối phiền não, là hai câu tiếp nối ý hai câu kệ trước. Tiêu trừ ba độc thì thoát khỏi ba ác đạo. Sự khổ trong tam đồ rất nặng nề, nên đại thánh rủ lòng thương xót, nguyện khiến chúng sanh được xa lìa. Vì vậy, trong 48 nguyện, hai nguyện đầu tiên là trong cõi nước không có ba ác đạo và chẳng còn đọa vào ác đạo nữa. Câu đều bỏ tam đồ khổ ở đây có cùng một ý nghĩa với hai nguyện trên. Tối là thí dụ vô minh phiền não che lấp nguồn tâm của chúng sanh, khiến họ tối tâm, mù lòa, không thấy được, nên bảo là tối. Trí huệ quang của Phật như mặt trời, Phật trí chiếu tan vô minh phiền não như ánh mặt trời xua tan tâm tối, nên bảo là diệt các tối phiền não. Mở con mắt trí huệ, đạt được thân quang minh. Công dụng của con mắt là để thấy, nên ta thường dùng con mắt tiêu biểu cho cái thấy. Kinh thường ví bát nhã như con mắt, các độ khác như mù. Nhà thiền thường nói hễ tham thiền thì phải nắm được tròng mắt của lẽ thiền, hễ học hỏi kinh giáo thì phải nắm được con mắt của kinh giáo. Những câu như vậy đều dùng con mắt để ví cho chánh kiến bát nhã. Phẩm Ly Thế Gian của Kinh Hoa Nghiêm có nói đến thập nhãn. Ngoài ngũ nhãn, con mắt thứ sáu là trí nhãn, vì nó thấy được các pháp. Con mắt thứ bảy là quang minh nhãn, vì thấy được quang minh của Phật. Con mắt thứ tám là xuất sanh tử nhãn, vì thấy được niết bàn. Con mắt thứ chín là vô ngại nhãn, vì thấy mọi pháp vô ngại. Con mắt thứ mười là nhất thiết trí nhãn, còn gọi là phổ nhãn, vì thấy được phổ môn pháp giới. Mắt trí huệ nói trong kinh đây có thể hiểu là huệ nhãn và trí nhãn trong thập nhãn vừa nói trên, cũng có thể hiểu là Như Lai trí huệ đức tướng mà chúng sanh sẵn có, nghĩa là Phật nhãn. Sách Hồi Sớ viết rằng mắt trí huệ chính là trí huệ, nghĩa là con mắt trí huệ sẵn có trong tâm chúng sanh. Do vô minh hư huyễn che lấp nên nhận lầm là tối tâm mê muội, trụ trong tối tâm mê muội nên lầm tưởng Phật nhãn ở nơi khác. Phật quang phổ chiếu khai mở con mắt sẵn có trong tâm chúng sanh, diệt tan sự tối tâm hôn ám từ vô thủy đến nay, nên bảo là mở. Nghĩa là chúng sanh hôn ám, mù lòa, vô tri, chẳng biết mình sẵn có Phật nhãn, tự lầm nhận là mình mù tối, tưởng rằng chỉ mình Phật có Phật nhãn. Nay do Phật quang phổ chiếu mà con mắt trí huệ sẵn có trong tâm chúng sanh được mở sáng, nên tiêu diệt được hôn ám tâm tối. Sách Tam Tạng Pháp Số quyển 13 bảo có ba thứ quang minh như sau. Một, ngoại quang minh như quang minh của mặt trời, mặt trăng, châu, lửa, vân vân, trừ được tâm tối. Hai, pháp quang minh, diệu pháp trừ được sự tối tâm do ngu si. Ba, thân quang minh, thân chư Phật, Bồ Tát và chư thiên có quang minh trừ được tối tâm, như kinh nói thân đảnh đều có quang minh chói ngời. Nếu chỉ hiểu thân quang minh là thân có quang minh thì chỉ là hiểu ở mức độ nông cạn. Hiểu sâu hơn, câu đạt được thân quang minh có đến ba nghĩa. Một là như kinh Thiên Thủ Đà Ra Ni nói, nên biết kẻ ấy chính là quang minh tạng, vì được quang minh của hết thảy Như Lai chiếu đến. Do Phật quang phổ chiếu nên chúng sanh cấu diệt thiện sanh, huệ nhãn mở sáng, tịnh tâm trì niệm. Ngay khi ấy được quang minh của mười phương Như Lai chiếu soi hộ trì,
tự thân của hành giả liền thành tạng quang minh. Hai là như sách Vãng Sanh Luận Chú ghi rằng, quang minh của Phật là tướng trí huệ, nên thân quang minh và mắt trí huệ là bất nhị. Mắt trí huệ được mở sáng nên thấy tánh rõ ràng, thành tựu thân quang minh một cách nhanh chóng. Ba là như kinh Tư Ích bảo rằng, thân Như Lai chính là tạng vô lượng quang minh, nghĩa là nguyện tất cả chúng sanh đều do chân thật trí huệ mà chứng được pháp thân Như Lai vậy. Bế tắc các đường ác. Đường ác là như kinh Địa Trì nói, đi theo hành ác nên gọi là ác đạo, tức là thực hành hành ác sẽ sa vào con đường này, còn gọi là ác thú, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Ngoài ba ác thú vừa kể trên, cũng có kinh tính cả Atula là ác thú, nên gọi là tứ ác thú. Bế là đóng chặt, cũng có nghĩa là ngăn lấp, khiến cho chúng sanh khỏi bị sa vào ác nạn ba đường ác hoặc bốn đường ác. Đấy là cách giải thích thô thiển ý nghĩa câu bế tắc các đường ác. Sách Hội Sớ giải thích câu này ở mức độ sâu sắc hơn như sau: lục đạo đều là ác đạo. Sách viết lục đạo đều bị lưu chuyển nên gọi là ác đạo. Thuyết của Hội Sớ quả thật có kinh văn làm chứng. Bản ngụy dịch kinh này ghi rằng, vượt ngang năm đường ác, do tính gộp Atula vào trong các đường khác nên chỉ còn năm đường. Kinh bảo năm đường ác là đúng như Hội Sớ đã hiểu, lục đạo đều là ác đạo. Vì vậy, bế tắc các đường ác là đoạn trừ nẻo luân hồi của chúng sanh, khiến họ thoát biển sanh tử. Phẩm 32 trong hội bản cũng bảo, vượt ngang khỏi năm đường, ác đạo tự bế tắc. Câu này tổng hợp từ hai bản Hán dịch và Ngụy dịch. Thông đạt thiện thú môn. Thông đạt là thông suốt, không úng tắc. Môn có hai nghĩa, một là sai biệt, hai là tiến nhập. Sách Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 1 giảng rằng, phân định thành từng loại sai biệt nên gọi là môn, là vì có thể nhập vào, tiến vào nên cũng gọi là môn. Pháp có nhiều thứ sai biệt, tức là có nhiều môn giúp chúng sanh chứng nhập Niết Bàn. Đấy là ý nghĩa của chữ môn. Do vậy, pháp được giảng trong mỗi kinh được gọi là môn hay pháp môn. Sách Tứ Giáo Nghi quyển 1 chép rằng, môn có nghĩa là thông suốt, bốn cú pháp chân chánh, khổ, không, vô thường, vô ngã, hoặc thường, lạc, ngã, tịnh, trong giáo pháp của Đức Phật đã dạy, đều khiến cho hành nhân lãnh hội lý thật tướng chân tánh, nên gọi là môn. Chữ môn trong kinh này nên được hiểu theo nghĩa nói trong Tứ Giáo Nghi. Nói chung, chữ thiện thú chỉ ba đường lành trong sáu đường, nhưng trong kinh này không thể hiểu chữ thiện thú như vậy được. Như trong phần trên, chúng ta đã thấy cả sáu đường đều là ác đạo, nên thiên đạo, nhân đạo cũng chẳng được gọi là thiện thú. Như vậy, thiện thú chẳng phải là con đường hướng đến cõi trời, cõi người, mà là con đường quy hướng đến điều lành bậc nhất, như sách Hội Sớ giảng. Bồ đề là chỗ quy hướng của sự lành bậc nhất, nên gọi là thiện thú môn. Như vậy, pháp môn giúp chúng ta chứng nhập được bồ đề diệu giác mới gọi là thiện thú môn. Môn này chỉ những bậc thượng thiện nhân đã phát tâm bồ đề mới chứng nhập nổi, mới hiểu biết một cách thông suốt, nên gọi là thông đạt thiện thú môn. Tu pháp nào để thông đạt? Chỉ có mình pháp môn tịnh độ phổ độ quần sanh thành tựu tịnh quốc mà thôi. Vì chúng khai pháp tạng là câu tiếp nối ý những câu trên. Bế tắc các đường ác là khiến chúng sanh đều thoát khỏi biển sanh tử. Thông đạt thiện thú môn là đều lên được bờ Niết Bàn. Để thực hiện lời nguyện ấy, trước hết phải khai thị tri kiến Phật, nên bảo vì chúng khai pháp tạng. Diễn rộng diệu pháp khiến cho đại chúng được ngộ nhập,
dẫn về Cực Lạc cứu cánh Bồ Đề, nên bảo là rộng thí báo công đức. Chữ chúng chỉ cửu giới chúng sanh, gồm Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn và hết thảy chúng sanh trong lục đạo. Khai là khai Phật tri kiến, ý nghĩa như chữ khai thị thường dùng. Pháp tạng còn gọi là Phật Pháp tạng, chính là lý thể của pháp tánh, cũng chính là Như Lai tạng tánh sẵn có của người nghe pháp. Pháp tánh hàm tàng vô lượng tánh đức nên bảo là pháp tạng. Pháp tạng còn là giáo pháp của Đức Phật dạy. Giáo pháp hàm tàng nhiều nghĩa nên gọi là pháp tạng. Nhiều pháp tích tụ lại nên gọi là pháp tạng. Có đến 84,000 pháp môn. Phẩm Bảo Tháp, Kinh Pháp Hoa ghi rằng: trì 84,000 pháp tạng vì người khác diễn thuyết. Sách Luận Câu Xá cũng bảo: tất cả hữu tình có 84,000 phiền não, tham, sân, si, vân vân, nên để đối trị, Đức Thế Tôn nói ra 80,000 pháp uẩn. Do vậy, Phật nguyện vì vô lượng chúng sanh khai hiển pháp tánh chân thật, lại giảng ra 84,000 diệu pháp để đối trị phiền não của chúng sanh. Trong 84,000 pháp ấy, chỉ có mỗi diệu pháp tịnh độ có thể ban cho chúng ta cái lợi chân thật, khiến cho khắp hết thảy hàm linh đều được độ thoát. Như vậy, giáo thuyết chủ yếu trong pháp tạng chính là kinh này. Rộng thí là cấp cho, ban cho khắp tất cả mọi loài, lợi lạc khắp hết thảy chúng sanh nên bảo là rộng thí. Vật dùng để thí là báu công đức. Sách Nhân Vương Kinh Sớ của Tông Thiên Thai giảng chữ công đức như sau: thí vật là công, quy về mình là đức. Sách Thắng Mang Bảo Quật lại giảng rằng: ác hết là công, viên mãn điều lành là đức. Đức lại có nghĩa là có được, do tu công mà đạt được nên gọi là công đức. Tổng hợp hai thuyết trên thì lợi lạc chúng sanh và diệt ác là công. Cái quả của công ấy gọi là đức. Đức còn có nghĩa là đạt được, do tu công nên đạt được quả ấy. Bên chữ công đức thêm chữ báu chính là điểm ta cần phải hết sức lưu ý. Chữ báu này khác nào như vẽ rồng xong bèn điểm tròng mắt cho rồng. Cái được Ngài Pháp Tạng khai hiển chính là của báu. Cái ta dùng để rộng thí cho chúng sanh cũng chính là của báu ấy. Chữ báu này có ba nghĩa. Một là mỹ hiệu để tôn xưng, như xưng tụng Phật là Bảo Vương Như Lai, ca tụng niệm Phật Tam Muội là Bảo Vương Tam Muội, tôn xưng ấn khế của chư Phật Bồ Tát là Bảo Ấn, vân vân. Hai là báu tức bảo, là dịch nghĩa của chữ Phạn Mani. Nhân Vương Kinh Lương Phận Sớ giảng rằng: tiếng Phạn gọi là Mani, tàu dịch là bảo. Nếu dịch theo ý nghĩa thì là như ý bảo châu, do nó thỏa mãn bất cứ điều mong cầu nào. Trong quyển 9 Kinh Niết Bàn còn bảo: châu Mani bỏ trong nước đục, nước liền trong. Sách Di Đà Sớ Sao cũng viết: minh châu gieo vào nước đục, nước đục chẳng thể chẳng trong. Phật hiệu gieo vào tâm loạn, tâm loạn chẳng thể chẳng thành Phật. Đây cũng là đem bảo châu ví với danh hiệu Phật. Ba là Như Trí Độ Luận quyển 47 nói: trong các pháp, pháp bảo là của báo chân thật, làm lợi ích cho đời này đời sau, cho đến khi chứng được Niết Bàn. Chữ báo trong kinh này có đủ những nghĩa như trên vừa thuật. Pháp được giảng là pháp bảo chân thật. Pháp này màu nhiệm đến cùng tột, không chi hơn nổi, nên gọi là báo. Pháp này mãn nguyện chúng sanh nên được ví với báo như ý. Nói đích xác, báo ấy chính là pháp trì danh niệm Phật. Tâm ấn của pháp niệm Phật kiên cố chẳng hoại, khác nào kim can, nên được xưng tụng là báu. Kinh Quán Phật Tam Muội Hải có nói: ví như có kẻ nghèo cùng dựa dẫm kẻ giàu có để kiếm cái ăn, cái mặc. Khi ấy,
có một vương tử ra ngoài chơi, mang theo bình báu lớn, trong bình đựng ấn báu của vua. Kẻ nghèo vờ đến thân cận, cướp bình bỏ chạy. Vương tử biết được, sai 6 tên lính khỏe mạnh, cởi 6 con voi đen đuổi theo. Kẻ nghèo ôm bình chạy vào chúng đầm lầy hoang vắng. Rắn độc từ 4 phía bổ tới, toan mổ gã ôm bình, khiến hắn hoảng sợ chạy rảo đông tây. Thấy trong đồng hoang có một cây to tùm, hắn đầu đội bình báu, vinh cành leo lên. Khi ấy 6 tên lính vùng vụt đuổi đến dưới gốc. Gã nghèo thấy vậy liền nuốt ấn vua, dùng tay bưng mặt. 6 con voi đen dùng vòi cuốn cây quật xuống, gã nghèo té xuống đất, thân thể nát nhừ, chỉ còn ấn vàng trong bình báu tỏa sáng. Rắn độc thấy ánh sáng chạy tứ tán. Phật bảo, người trụ vào niệm Phật thì tâm ấn chẳng hoại, cũng giống như thế. Trong quyển 95 sách Tông Kính Lục có chú giải đoạn kinh này tường tận, chẳng dẫn ra đây. Nay chỉ bàn về câu cuối trong đoạn kinh trên. Phật bảo A Nan, trụ trong niệm Phật tâm ấn chẳng hoại, cũng giống như thế. Rõ ràng pháp môn niệm Phật là pháp bảo chân thật chẳng hoại. Diệu pháp niệm Phật, tâm này là Phật, tâm này làm Phật. Toàn tự tánh khởi tu, hoàn toàn tu nơi tự tánh, tự tâm khởi niệm để niệm trở lại tự tâm. Dùng quả giác của Phật làm cái nhân tâm của chúng ta, nên cái nhân tâm ấy mau chóng đồng nhất với quả giác. Trụ trong niệm Phật, tâm ấn chẳng hoại. Báu công đức chính là tâm này, nên cái tâm ấn này được gọi là bảo ấn. Đại nguyện của Phật Di Đà là nguyện phổ độ chúng sanh thành Phật. Để thực hiện nguyện ấy, nên mở toan pháp tạng rộng thí báu vô thượng trang nghiêm bằng vô tận công đức. Báu ấy chính là pháp bảo chân thật, tính nguyện trì danh. Câu trụ trong niệm Phật tâm ấn chẳng hoại đúng là trong mắt của cả một đại tạng giáo vậy. Lúc trì danh niệm Phật chính là lúc tâm ấn phóng quang, nên một tiếng niệm Phật là một tiếng tâm. Do vậy, Kinh Đại Tập dạy rằng, người nếu chỉ niệm Đức A-di-đà thì đó chính là vô thượng thậm thâm diệu thiền. Nếu có thể tin nhận được lời nói này thì chính là hưởng được thâm ân của Phật, được Ngài mở con mắt trí huệ, đắc thân quang minh. Tâm ấn vừa nói đó chính là tâm ấn của các Như Lai, chính là cái gọi là dĩ tâm truyền tâm của chư tổ. Được nghe ấn báo này, nát thân khó báo đền nổi. Phần chánh kinh. Như Phật vô ngại trí, sở hành từ mẫn hạnh, thường làm thầy trời người, làm đấng tam giới hùng, thuyết pháp sư tử hống, rộng độ các hữu tình, viên mãn nguyện xưa kia, hết thảy đều thành Phật. Phần chú giải. Hai bài kệ này diễn tả ý nguyện cầu thành tựu Phật đức, nguyện phước huệ của mình được như đấng Như Lai. Câu đầu tiên, như Phật vô ngại trí, là nguyện trí huệ của mình được như Đức Phật vậy. Vô ngại trí chính là Phật trí thông đạt, không úng trệ, tự tại, dung thông. Kinh Niết Bàn quyển 8 nói, Như Lai chẳng như vậy, Ngài đều biết rõ tự địa và tha địa. Xin xem lại phần trên để giải thích về chữ tự địa và tha địa. Do vậy, Như Lai được gọi là vô ngại trí. Kinh Đại Tập quyển 1 dạy rằng, trí huệ vô ngại chẳng có bờ mé, khéo hiểu tam nghiệp của chúng sanh. Kinh Vô Lượng Thọ bản Ngụy Dịch quyển hạ có câu, Phật nhãn viên mãn, thấy rõ pháp tánh, dùng trí vô ngại vì người khác diễn thuyết. Như vậy, Ngài Pháp Tạng phát nguyện cầu được trí vô ngại này, chính là để vì cửu giới chúng sanh diễn thuyết diệu pháp khế lý khới cơ, hết thảy vô ngại. Sở hành từ mẫn hạnh, nguyện cầu hạnh của mình cũng được như hạnh từ mẫn của Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn do vô duyên đại từ, thương xót chúng sanh đều như con một, nên cứu vớt gánh vác, khiến họ đều lên bờ kia.
Do vậy, pháp tạng nguyện thực hành được hạnh của Phật hành. Như vậy, câu kệ trước là cầu Phật trí huệ, câu này cầu đạt lòng từ bi của Phật. Trí, bi song hành, khế hợp trọn vẹn với Bồ Đề. Bi và trí như hai cánh chim, chẳng thể thiếu một được. Trong câu thường làm thầy trời người, thầy trời người tức thiên nhân sư là một trong 10 hiệu của Như Lai. Chữ tam giới hùng trong câu làm đấng tam giới hùng cũng là một đức hiệu của Phật. Tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Phẩm Phương Tiện Kinh Pháp Hoa có câu thế hùng bất khả lượng. Ngài Tịnh Ảnh bảo thế hùng là danh xưng khác của Phật. Phật đoạn sạch hết thảy phiền não nên là bậc đại hùng trong tam giới. Nói chung, đoạn kinh này để tổng kết đại nguyện. Trước hết nói đến vô ngại trí là cầu trí huệ. Từ chữ từ mẫn hạnh trở đi bày tỏ thệ nguyện. Sách Hội Sớ bảo rằng nguyện là hướng đạo của muôn hạnh, huệ là con mắt của Phật đạo. Nguyện để dẫn dắt nhân hạnh, huệ để chiếu soi Phật đạo. Nguyện huệ viên mãn thì gọi là Như Lai, nên nói là làm đấng tam giới hùng. Trí huệ và thệ nguyện là nhân để thành chánh giác. Viên mãn được cả hai thứ ấy thì từ nhân mà đắc quả, nên làm bậc đại hùng trong tam giới. Thuyết pháp Sư Tử Hống. Nguyện mình thuyết pháp giống như Đức Thế Tôn, ở giữa đại chúng làm Sư Tử Hống. Sư Tử Hống là thí dụ. Sư tử rống lên một tiếng, muôn thú đều run rẩy. Vì vậy, lời thuyết pháp vô ý, quyết định của Đức Thế Tôn được xưng tụng là Sư Tử Hống. Kinh Niết Bàn quyển 25 có câu Sư Tử Hống là nói một cách quyết định. Trong Kinh Duy Ma phẩm Phật Quốc cũng có câu diễn pháp vô ý ví như sư tử rống. Hết băng 10, xin nghe tiếp băng 11.